Xin chào mọi người đã đến với kênh Tri Thức 4.0. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần chuyển quần áo trong Adobe Firefly phiên bản beta. Thì mọi người vào cái mục là Generative Fill. Ở đây là chúng ta cần phải upload cái hình ảnh lên. Rồi bây giờ mình đã upload hình ảnh lên rồi là mọi người. Thì ở đây nè. Ở đây là mình là muốn thay đổi quần áo thì mình chọn cái mục Insert. Rồi mình chọn, mình bắt đầu mình bôi bôi cái áo của anh chàng. Cho cái này nhỏ một tí. Để mình ngồi ngay luôn. Để cho nó bị lên. Cho nó nhớ lên. Rồi giờ mình muốn chuyển cho anh chàng này mặc cái áo xếp tay ngắn này. Cho nên mình sẽ bôi xuống cái tay một tí luôn. Và lên trên này luôn. Chuyển cái ảnh cho mình thấy. Rồi, cái này xong rồi. Rồi, cái này. Rồi, ra ngoài. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đi là shop để mình chuyển hình cái áo sơ mi. Rồi, các bạn chờ tí nha. Đó. Mọi người thấy chưa? Thì ở đây chúng ta có thể là đây, mình có thể chọn cái kiểu này cũng được. Nếu mà không thích thì mình sẽ chọn thêm một lần nữa. Chọn thêm một lần nữa thì mình sẽ chờ một tí. Đó mọi người. Mọi người thấy hay không mọi người? Rồi bây giờ giả sử của mình muốn mình bôi luôn cái cánh tay này luôn. Bỏ này nó hơi bị dơ. Mình sẽ bôi trên đây một tí nữa. Rồi bôi cánh tay luôn. Cánh tay luôn. Rồi. Mình vẫn giữ là áo sơ mi nha. Giờ mình bấm vào sẽ nó ray rồi. Rồi mình chờ tí. Đó mọi người thấy không? Thậm chí nó tạo cho mình một áo sơ mi tay dài luôn nè. Này, thêm cho mình cái hình xăm của này luôn. Này, rất là hay luôn đó mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi sau nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.